theo tôi tới nhà họ Lâm. Tôi không đi, đi. Tôi không đi, đừng như vậy, cậu này bỏ ra đi. Cậu dựa vào đâu ngăn cản tôi gặp em trai của mình? Tôi nói cho cậu biết, tôi có chết cũng phải gặp nó. Tôi sẽ xin Thái Mai tha thứ. Cho dù cô ấy không tha thứ cho tôi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì tôi nhất định phải gặp được Sĩ Giang. Bởi vì nó là anh em của tôi. Nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa. Anh là một tên ngốc mà. Em trai của anh không đáng để cho anh làm như vậy đâu. Năm đó cậu ta đi mất là lỗi của cậu ta. Nên sớm xem cậu ta đã chết. Anh lo mà sống tốt đi. Tôi nói cho cậu biết, không được nói em trai của tôi chết. Xong rồi chị Thái Mai, bây giờ chị là cô dâu xinh đẹp nhất. Chẳng bao lâu nữa, chị chính là chị dâu xinh đẹp nhất của em rồi. Á Bình à, Sĩ Kiệt đi đón em trai của anh ấy, chắc sẽ đến kịp chứ. Em cũng không rõ nữa, nhưng vị Cao tiên sinh quả thực đã xuất hiện, chứng minh anh ấy không phải là kẻ lừa đảo. Có lẽ sẽ gặp được anh ba của em thật. Nếu như anh ba của em cũng có thể tham gia hôn lễ thì càng tốt. Thế thì đúng là vui càng thêm vui. Hy vọng Sĩ Kiệt có thể đưa cậu ấy trở về. Ba, bác Lâm, anh có con về chưa ạ? Khách khứa sắp đông đủ rồi. Giống nghĩ rằng Thái Mai chưa hồi phục hoàn toàn, không thể đi đứng lâu được, nên đã tổ chức hôn lễ và tiệc cưới ở nhà. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa thấy Sĩ Kiệt đâu. Khách khứa đều cảm thấy khác thường. Ba, Sĩ Kiệt đi đón em trai của anh ấy. Chuyện quan trọng như vậy chậm trễ một chút cũng là điều khó tránh mà ba. Không sao đâu, mong là cậu ấy không làm chậm trễ quá lâu là được. Anh chẳng phải làm cái gì vậy? Nhận nhầm người hả? Tôi xin lỗi. Anh đã nhìn thấy Sĩ Văn chưa? Vẫn chưa, tôi đang tìm đây. Kính thưa quý khách, kính thưa quý khách, chuyến tàu thủy hiệu Kim Ô đến Hương Cảng do máy móc trục trặc nên thời gian lên thuyền sẽ dời lại. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn. Chuyến tàu bị hoãn rồi, anh cứ bình tĩnh. Hôm nay chỉ có chuyến tàu thủy này đến Hương Cảng. Chắc chắn Lưu Sĩ Văn ngồi trên con tàu này. Có lẽ cậu ấy đến rồi, để tôi đi tìm thêm. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Chúc mừng, chúc mừng. Nào các ông ngồi bàn kia nhé. Chào các ông, chúng ta qua ngồi ở kia. Chúc mừng, chúc mừng, cảm ơn. Cảm ơn các ông, ngồi đi, ngồi đi. Chúc mừng. Ông chủ Lâm, Sĩ Kiệt vẫn chưa tới. Đã đến giờ đón dâu rồi. Cậu ấy cũng chưa tới. Không muốn kết hôn nữa sao? Ông chủ Lâm, ông đừng tức giận. Chắc là Sĩ Kiệt đang trên đường tới đó. Ông đừng nóng vội, Sĩ Kiệt sẽ không tùy tiện đến muộn đâu. Thiếm Dương, anh hai con vẫn chưa đến sao? Để con đến bến cảng tìm xem. Con không được đi. Hôm nay Thái Mai là cô dâu, không được ở một mình. Con phải ở bên cô ấy, nếu không sẽ xúi quẩy lắm đó. Vậy thì con ra ngoài xem sao rồi quay về ngay. Tập 25. Sao anh lại đến đây? Tôi ở ngoài cửa muốn nhìn thấy dáng vẻ anh hai kết hôn. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lâu quá anh hai vẫn chưa ra? Tối qua người nói quen với Sĩ Văn chính là Cao Chính Đức. Anh ta xuất hiện rồi. Anh ta nói hôm nay Sĩ Văn sẽ đi Hồng Kông, cho nên anh ta kéo anh hai đến bến cảng để tìm anh Sĩ Văn. Không thể nào, anh hai uổng công rồi. Sao anh chắc chắn như vậy? Chỉ là trực giác thôi. Như vậy đi, tôi tới bến cảng đưa anh hai về.
Cô bảo mọi người đợi thêm một lát. Vậy thì làm phiền anh. Chào cậu, thật ngại quá. Là thế này, sao lại là anh nữa? Có chuyện gì vậy? Tôi muốn kiểm tra danh sách khởi hành. Có người tên Lưu Sĩ Văn không? Được rồi, anh kiểm tra đi. Nếu không, anh lại bám lấy tôi nữa. Cảm ơn cậu. Anh nói tên là gì? Lưu Sĩ Văn. Lưu trong họ Lưu, sĩ của thân sĩ, văn của văn chương. Lưu Sĩ Văn, đúng là có người này. Gọi tàu hiệu Kim Điểu đến Hồng Kông rồi. Cảm ơn cậu. May quá cậu ấy tới thật rồi. Nếu không uổng công anh một chuyến nữa rồi. Đúng vậy, chỉ cần em ấy có trong danh sách khởi hành thì sẽ kịp đến bến cảng trước khi tàu dậy. Chúng ta cứ chờ là được. Được, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Sĩ Văn, lão giác tôi. Anh hai, sao anh vẫn còn ở đây? Anh mau về cưới Lâm Thái Mai đi. Tôi sắp gặp được em trai của tôi rồi. Trước khi gặp được em ấy, tôi tuyệt đối không đi đâu hết. Chuyện này không thể nào. Anh chờ cũng uổng công thôi. Anh muốn bị gạt lần nữa sao? Cậu thì hiểu cái gì? Anh Cao không được khỏe, anh ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây giúp tôi. Cậu lại có thể nói anh ta gạt tôi? Cậu không thể nói như vậy rất bất lịch sự hay sao? Anh Cao, anh chắc chắn quen Lưu Sĩ Văn hay sao? Đúng vậy, cậu ấy là người hạ môn, còn rất trẻ, gần bằng tuổi cậu, chắc sẽ không sai đâu. Hơn nữa chúng tôi đã đến quản lý cảng xác nhận thực sự có tên Sĩ Văn. Lẽ nào quản lý cảng cũng gạt người hay sao? Tôi dám chắc là giống tên giống họ thôi. Họ không phải là cùng một người. Tôi nói cậu biết, không chỉ cùng họ cùng tên mà cùng quê quán cùng độ tuổi. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Nó tuyệt đối là em trai của tôi. Tuyệt đối là Sĩ Văn em trai tôi. Tôi dám chắc là không phải đó. Cậu dựa vào đâu mà khẳng định đó không phải? Tôi chắc chắn là không phải mà. Anh không cần quan tâm nhiều. Bây giờ nên đến nhà họ Lâm rước dâu. Anh đừng có lỡ mất cuộc hôn nhân tốt đẹp này. Đừng để Lâm Thái Mai uổng công đợi chờ. Con người cậu đúng là kỳ lạ quá. Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Sao cậu cứ nhúng tay vào vậy? Tôi không thèm nói với anh nữa. Đi, theo tôi tới nhà họ Lâm. Tôi không đi, đi. Tôi không đi, đừng như vậy, cậu này bỏ ra đi. Cậu dựa vào đâu ngăn cản tôi gặp em trai của mình? Tôi nói cho cậu biết, tôi có chết cũng phải gặp nó. Tôi sẽ xin Thái Mai tha thứ. Cho dù cô ấy không tha thứ cho tôi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì tôi nhất định phải gặp được Sĩ Văn. Bởi vì nó là anh em của tôi. Nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa. Anh là một tên ngốc mà. Em trai của anh không đáng để cho anh làm như vậy đâu. Năm đó cậu ta đi mất là lỗi của cậu ta. Nên sớm xem cậu ta đã chết. Anh lo mà sống tốt đi. Tôi nói cho cậu biết, không được nói em trai của tôi chết. Này, Đừng đánh nữa mà. Hai anh đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đánh nữa là cảnh sát tới bắt hết chúng ta đi. Thì không gặp được Lưu Sĩ Văn nữa. Anh về với tôi. Không thể nào. Được. Anh đừng ép tôi. Gọi người áp giải anh đi. Tùy cậu vậy. Anh Cao, chúng ta tiếp tục tìm Sĩ Văn. Đừng để ý tên điên này. Được. Chị Thế Mai, xin lỗi chị. Anh của em đã lỡ hẹn. Thật sự xin lỗi chị Thái Mai. Thái Mai,
nó muốn đợi em trai của nó. Bác có thể thông cảm. Nó tới trễ bác cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà nó tới trễ như vậy thật quá đáng. Toàn bộ quan khách đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết lễ cưới không thành. Mặt mũi tái mai để ở đâu nữa? Bác Lâm, con thật sự xin lỗi. Lưu Sĩ Kiệt xem nhẹ Thái Mai như vậy, bác không thể giao con gái cho nó được. Bác không thể để cho Thái Mai giống như mẹ của nó được. Bác cần là một chàng rể có thể đặt Thái Mai ở vị trí đầu tiên. Lưu Sĩ Văn, Lưu Sĩ Văn, đến đây, đến đây. Anh Cao, anh cũng ở Đài Loan sao? Đúng vậy, trùng hợp vậy, đúng vậy. Cậu ta chính là Lưu Sĩ Văn. Cậu ta là Lưu Sĩ Văn, đúng vậy. Cậu tên Lưu Sĩ Văn, quê ở Hạ Môn. Các người có chuyện gì vậy? Nhận làm người rồi đúng không? Không phải cậu ta hay sao? Có phải cậu có anh chị em thất lạc hay không? Có đó, thất lạc một em trai. Chỉ vì tình hình lúc đó hỗn loạn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Chúc nhà cậu sớm ngày đoàn tụ. Ngồi xe của tôi tới nhà họ Lâm đi. Tôi nghĩ Lâm Thái Mai nhất định đang chờ anh. Tôi không tìm được em trai tôi. Sao lại như vậy? Cho người nhà tôi đoàn tụ thật sự khó đến vậy sao? Cho dù gia đình của anh không thể đoàn tụ, cho dù anh mãi không tìm được em trai em gái anh, nhưng mà có một người đang đợi anh. Anh có nhiệm vụ cho cô ấy một gia đình trọn vẹn. Anh hai, đừng làm chuyện khiến cho bản thân phải hối hận nữa. Bỏ lỡ Lâm Thái Mai, anh sẽ hối hận cả đời đó. Đây, ăn chút đồ trước đi. Đây là đích thân tôi làm đấy. Đã trễ vậy rồi, sao Sĩ Kiệt còn chưa tới? Thái Mai, đừng có chờ nó nữa. Là các con không có duyên phận. Nhưng mà con yên tâm, ba nhất định tìm cho con một đối tượng tốt hơn. Sĩ Kiệt về rồi, Sĩ Kiệt về rồi. Sĩ Kiệt về rồi. Anh Tam Lan quay về rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Về rồi thì tốt. Sao hai người bị thương vậy? Anh lôi anh ta về nên đánh nhau một trận. Anh cứ quyết đợi người. Kết quả gặp được anh Tư tôi không? Gặp rồi, nhưng chỉ là giống họ, giống tên. Ông chủ Lâm, không cần nói gì nữa. Cậu ta xem con gái của tôi là ai? Cậu ta có thể vì chuyện cậu ấy cho là quan trọng, bỏ mặt Thái Mai trong lễ cưới không lo. Tương lai nhất định sẽ xem nhẹ cảm nhận của Thái Mai. Tôi không thể gả con gái cho một người vô trách nhiệm như vậy. Thái Mai, để em chờ lâu. Anh xin lỗi. Ông chủ Lâm, phải, bác nói đúng. Con không nên
con không nên cố chấp như vậy. Chỉ vì muốn tìm được em trai Sĩ Văn của mình mà mê muội đầu óc, không chịu chấp nhận thỏa hiệp, đúng là có chút ngu ngốc. Nhưng chỉ cần nghĩ tới em trai, em gái của tôi, nghĩ tới nguyện vọng trước khi chết của bà nội, thì tôi thật sự không thể nào bỏ mặc không lo. Đúng vậy, em trai, em gái tôi ở trong lòng của tôi là quan trọng nhất. Có thể đặt Thái Mai vị trí đầu tiên hay không, tôi thật sự không xác định được. Thái Mai, lời của ông chủ Lâm thật sự đã nhắc nhở anh. Anh không có tư cách để làm chồng em. Anh xin lỗi. Nếu như em thật sự muốn hủy bỏ hôn ước, anh không có gì để nói. Xin lỗi chị Thái Mai, em biết bây giờ có nói gì cũng không bù đắp được tổn thương trong lòng của chị. Nhưng em thật sự muốn nói một tiếng xin lỗi chị Thái Mai. Xin lỗi, anh đi đây. Anh đi rồi mới là có lỗi với em đó. Em không quan tâm, em xếp thứ mấy trong lòng của anh. Bởi vì tình yêu và tình thân vốn không thể nào so sánh được. Anh yêu thương người nhà như vậy, Vậy thì em càng muốn làm người nhà của anh hơn. Bởi vì em biết anh cũng sẽ trân trọng và quan tâm em như vậy. Đúng là hôm nay em thực sự rất buồn. Nhưng em buồn không phải vì anh đến trễ. Thực ra nếu cần anh tới thì em đã rất vui, đã mãn nguyện rồi. Em buồn là gì? Anh không tìm được em trai của anh. Tuy là em vẫn chưa gặp Sĩ Văn, nhưng cậu ta là em trai của anh. Vậy thì cậu ấy chẳng khác nào em trai của em. Em cũng mong đợi giống như anh, mong đợi có thể mau chóng gặp được cậu ta. Hôn lễ chỉ lùi lại mấy tiếng, nhưng không sao hết. Bởi vì trong cuộc sống sau này của chúng ta còn có mấy chục ngàn tiếng. Anh và em trai, em gái của anh đã thất lạc nhau hơn 10 năm. Hôm nay em đợi có mấy tiếng thì có đáng là gì? Thái Mai, Sĩ Kiệt, chỉ cần anh chịu chấp nhận em,
thì em vẫn sẽ gả cho anh. Anh nhất định phải cưới chị Thái Mai đó, nhất định cùng chị ấy sống đến đầu bạc răng long. Bởi vì có như vậy, em mới có thể yên tâm. Sau này cho dù em có ở bên cạnh anh hay không, thì cũng sẽ có người có thể giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau. Ba, Thái Mai, nếu con đã suy nghĩ kỹ thì ba không có ý kiến. Nhưng chuyện Sĩ Kiệt tới trễ, đám cưới xong, ba sẽ tìm cậu ta tính sổ. Ông xem, tốt quá, tốt quá đi. Ba, hôm nay con gái xuất giá, tuy lễ cưới không được như ý, nhưng mà ba cứ yên tâm, con gái nhất định sẽ hạnh phúc. Đứng dậy nào. Nào nào nào, đứng dậy, mau đứng dậy đi. Đây, đương nhiên ba yên tâm, hai đứa vẫn sống ở đây. Ba sẽ để ý đến hai đứa mỗi ngày đó. Sĩ Kiệt dám để con không hạnh phúc, ba sẽ không tha cho nó. Cô dâu chú rể cuối cùng cũng xong lễ cưới rồi. Hôn lễ này đúng là vừa tân thời vừa hiện đại. Lão Bạc tôi e là chỉ có thỏa nguyện trong mơ thôi. Có mơ mới là đẹp nhất. Tiệc rượu chuẩn bị xong rồi, mọi người mau qua đó ngồi đi. Nhiều món ngon lắm. Được, xin mời. Đi thôi, đi thôi. Đi đi đi, đi thôi. Mọi người ăn nhiệt tình đó. Nào mời, đi. Cẩn thận, cảm ơn thím Dương. Nào mời ông. Á Bình, sao sắc mặt của em kém vậy? Không có gì chứ? Không sao đâu. Lát nữa em về nghỉ ngơi sớm đi, lúc này không được mệt mỏi quá. Đi thôi. Thank you.
anh. Cuối cùng anh cũng đám cưới xong, em rất vui. Như vậy, cho dù em đi rồi, cũng còn chị Thái Mai ở bên cạnh anh. Em chịu đựng tới ngày hôm nay là để anh không vì chuyện của em mà ảnh hưởng tới đám cưới, làm đám cưới không thành. Chị Thái Mai thấu hiểu anh, em rất yên tâm. Sau khi em đi, em biết anh sẽ rất buồn, nhưng mà không sao. Có người có thể an ủi anh, cho anh sức mạnh để sống tiếp. Xin lỗi anh hai, em có lỗi với anh. Em đã hủy hoại cuộc đời mình. Phía trước không còn đường để đi, em chỉ có thể chọn cách này, chạy trốn những tủi nhục đau khổ. Hẹn kiếp sau gặp lại. Anh hai kết hôn rồi, người em trai như mình lại không thể chúc mừng anh ấy. Mình chỉ có thể làm là cố gắng đưa Á Bình quay về con đường đúng đắn, không để cho em ấy rơi vào bể tội lỗi nữa. Á Bình, Á Bình, sao lại khờ như vậy? Mau tỉnh lại, Á Bình, tỉnh lại đi. Người đâu, có ai không? Á Bình, ai vậy? Ai là lối ông sùm vậy? Á Bình, lão bạc, tôi đưa Á Bình đến bệnh viện. Chú mau báo cho anh hai đi. Được, 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 được. Cậu cẩn thận đó. Vậy đâu rồi? Em gái tôi sao rồi? Nó không sao chứ? Vết thương của cô ấy đã được bay lại, không có gì đáng ngại nữa. Nhưng tinh thần vẫn rất kích động, cố gắng đừng kích động cô ấy. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt à, anh nhớ lát vào đó anh đừng kích động Á Bình. Em ấy làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Anh nhất định đừng mắng em ấy. Có chuyện gì từ từ nói có được không? Anh biết rồi, em yên tâm đi. Thank you.
Bà sao vậy? Sao giống như trộm vậy? Làm gì có. Đừng có nói lung tung. Lẽ nào bà đã biết vì sao Á Bình tự sát, có phải hay không? Con bé Á Bình đó, chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói. Tôi lại đâu phải là run ở trong bụng của nó, làm sao tôi biết được? Vậy sao bà cứ lén la lén lút vậy? Bà biết Á Bình vì sao xảy ra chuyện thì mau nói ra đi. Nếu không làm sao mà chúng ta giúp nó được? Các người làm sao giúp? Phụ nữ đánh mất danh tiếng, mất thì đã mất, giúp sao đây? Tôi chỉ là đoán bừa thôi. Á Bình nó không chịu thừa nhận. Tôi đâu có biết nó có thất thân hay không. Thất thân là ai? Bà nói đi. Bà làm cái gì vậy hả? Tôi không biết. Á Bình, tại sao em lại khờ quá vậy? Sao em không biết trân trọng mạng sống của mình? Em như vậy mọi người sẽ rất buồn đó. Á Bình, em nói đi. Tại sao em lại làm chuyện khờ dại như vậy? Có chuyện gì không thể nói được mà phải khiến cho mọi người đau lòng như vậy hả? Em nói đi chứ. Được rồi mà, không phải em đánh bạn cũng không cần hay sao? Có chuyện gì không dám nói hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần em nói ra, anh hai sẽ giải quyết cho em ngay. Anh kêu em nói. Nói đi bà. Được rồi, anh đừng như vậy. Anh hai, em bé không chịu nổi đâu. Lão Mạc, khốn nạn. Lão Mạc, chuyện này. Lão Mạc, lão Mạc, khốn nạn. Ông đánh chết tên khốn nạn mày. Lão Mạc, cậu hại nó thất thân, làm xong bỏ chạy, có đúng hay không? Cậu hại nó tự sát. Đồ khốn nạn. Không phải tôi. Cậu còn nói. Lão Mạc à, các người đừng cãi nhau nữa mà. Các người cứu em làm gì? Quan tâm tới em làm gì? Em chỉ muốn chết đi. Em chết rồi thì không còn phiền não nữa. Tại sao mọi người phải quan tâm em? Em không muốn sống nữa mà. Anh hai, Sĩ Kiệt, em không có tư cách đòi chết. Em nghĩ bạn của em là của riêng em hay sao? Không phải. Bạn của em là ba mẹ cho em. Em không có tư cách chọn cách kết liễu đời mình. Nếu tới điều này em cũng không hiểu, vậy thì em ăn học vô ích rồi. Đúng vậy. Em không xứng làm người. Em không xứng được ăn học. Cho nên em sớm đã nghỉ học rồi. Không tin các anh đi hỏi đi. Em hết cách rồi. Á Bình, tại sao em lại làm như vậy hả? Tại sao em? Cậu sớm đã biết rồi đúng không? Cậu dụ Á Bình đi ca hát. Cậu xúi giục nó nghỉ học. Cậu khác nào quỷ quậy tương lai của Á Bình. Tôi hỏi cậu, nhà chúng tôi có thù gì với cậu? Tại sao cậu lại hại em gái tôi? Cậu nói đi, tại sao lại làm hại em gái của tôi? Tôi Được rồi mà. Á Bình, cho dù em tạm nghỉ học, chuyện đó cũng đâu có gì đâu. Em có cơ hội sẽ đi học lại được mà. Mất hết rồi. Em làm chuyện khờ dại nhất định còn có nguyên nhân khác. Em nói rõ ràng đi có được không? Em nói ra đi mà. Chỉ cần em chịu nói ra, mọi người tình nguyện nghĩ cách giải quyết cho em. Em mau nói đi. Á Bình, tại sao em lại không chịu nói ra nguyên nhân em làm như vậy chứ? Anh hai có thể giúp em giải quyết. Không được đâu. Cho dù khó khăn lớn hơn nữa, anh hai xin em, em đừng dùng cách này làm cho anh đau lòng nữa, được không? Nếu như em thực sự ra đi, em nói anh hai làm sao đối mặt với linh hồn, ba mẹ, cả bà nội ở trên trời đây. Em muốn ép anh hai đi cùng với em hay sao?
Tương lai nếu tìm được sĩ văn Á Kỳ sĩ qua, em muốn anh hai ăn nói thế nào với chúng, anh bảo vệ chăm sóc Á Bình như thế nào mà để nó tiến tuổi đã đi vào ngõ cụt. Em nói đi có được không? Anh đúng là vô dụng. Là anh chăm sóc Á Bình không tốt. Anh đúng là vô dụng. Anh đáng chết. Anh đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Anh hai. Anh hai. Anh đừng như vậy. Anh đáng chết. Sĩ Kiệt, buông tôi ra. Sĩ Kiệt, anh bình tĩnh lại đi. Không phải là lỗi của anh. Lỗi của em là em không tốt. Là em quá ngu ngốc nên mới hủy hoại cả cuộc đời của mình. Thật ra em đã sớm muốn tự sát rồi. Nhưng mà em sợ anh cô đơn. Cho nên em luôn đợi. Em cứ đợi, cứ đợi. Đợi anh và chị Thái Mai kết hôn. Bởi vì chỉ có như vậy hai người mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh mới có thể chấp nhận sự thật em đã ra đi. Nhưng mà tại sao mọi người lại cứu em? Các người như vậy càng làm cho em đau khổ hơn thôi. Hiện giờ em đã không còn can đảm để sống tiếp nữa. Em cầu xin mọi người, cầu xin mọi người, hãy cho em một chút tự do đi. Cho em cơ hội một lần lựa chọn, có được không? Em cầu xin mọi người, không thể được. Em không thể chọn cách kết liễu cuộc đời. Á Bình, nếu như em thực sự muốn chọn đi vào ngõ cụt thì anh hai đi cùng với em. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, sao cậu lại nói lời ngốc nghếch như vậy? Đúng đó. Á Bình à, con đừng có kích động nữa mà. Bình tĩnh mấy ngày sẽ được giải quyết mà. Đúng vậy, có được không? Á Bình, tại sao em lại nói ra những lời như vậy hả? Chị cũng từng mất đi người thân. Chị có thể hiểu được cảm nhận hiện giờ của anh hai em. Người thân tự sát với người còn sống mà nói, đó là nỗi đau cả đời. Em có biết hay không? Cho nên em không thể ích kỷ như vậy. Anh hai em cực khổ nuôi em khôn lớn, em không thể bỏ mặc cảm nhận của anh ấy được. Anh à, Á Bình, em hãy từ từ suy nghĩ đi. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Để em suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần em chịu nói ra, mọi người đều sẽ sẵn sàng nghe em nói. Có được không? Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi mà. Anh hai, Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, anh, Sĩ Kiệt. A Bình, anh hai cực khổ nuôi em khôn lớn. Thời gian lâu như vậy, xin em vì anh hai suy nghĩ lại được không? Anh hai xin em đó. A Bình, anh, A Bình.
Anh à, anh hai xin em. Anh ơi, ông trời ơi, A Bình, nào cẩn thận, cẩn thận. Sĩ Kiệt, được rồi, đừng buồn nữa. Để tâm trạng Á Bình ổn định, có chuyện gì chúng ta từ từ hỏi em ấy là được rồi. Sao anh lại hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng của Á Bình? Em ấy gặp phải trở ngại gì? Sao muốn đi vào ngõ cụt chứ? Là do anh không quan tâm em ấy mới dẫn tới kết quả này. Thôi cậu đừng có tự trách mình. Đợi tôi bắt được tên lừa gạt tình cảm của Á Bình, tôi sẽ đánh hắn một trận te tua. Tôi bắt hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Sao giống như bọn chết vậy? Suốt ngày chỉ muốn đánh người thôi. Ông xem cái tướng nhỏ của ông kìa, người ta bố về một cái là ông đã ngã rồi. Tôi, anh thấy Á Bình thật sự không phải loại người bị thất tình thì tuyệt vọng tự sát. Tính của nó rất mạnh mẽ, nhất định là có nguyên nhân khác. Các anh đều là đàn ông, chắc có chuyện gì đó em ấy không tiện nói ra. Hiện giờ em là chị dâu, cũng như chị của em ấy. Hay là thế này đi, em thấy, để em đi hỏi thăm xem sao. Thái Mai, nếu cô hỏi được thì tốt quá. Một lát tôi về chuẩn bị ít đồ bổ, bồi bổ cho Á Bình. Thiêm Dương, cảm ơn Thiêm. Sĩ Kiệt, cậu có chuyện gì cần tôi, cứ việc dặn dò tôi, không thành vấn đề. Hai người quan tâm chúng tôi như vậy, tôi đã rất cảm động rồi. Chuyện này, Á Bình còn trẻ, không hiểu chuyện. Mong là sau khi trải qua chuyện này, con bé có thể thông suốt. Chúng ta về thôi, đi thôi, đi. Sao bà nói tôi giống con bỏ chép hả? Ông giống là vậy mà, tôi có sức mạnh đó, thiệt tình. Tôi không ngờ cô lại làm chuyện dại dột như vậy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Làm sao mà giải quyết được? Đời bụng của em lớn lên, tất cả mọi người đều chỉ vào mặt của em. Em sẽ trở thành trò cười của mọi người. Đứa trẻ ra đời phải làm sao? Lẽ nào để nó thành đứa con quan? Giấy chứng minh của nó mãi mãi sẽ ghi là không rõ cha ruột. Đứa trẻ như vậy định sẵn bị người khác coi thường cả đời, đến cả cơ hội sinh tồn cũng không có. Một mình em chết không sao, em không thể nào liên lụy đến đời sau. Cô bi quan quá rồi. Tôi nói tôi sẽ có cách. Cô làm như vậy chỉ khiến cho anh hai đau lòng thôi. Anh hai mới vừa kết hôn, vốn dĩ nên được vui vẻ, cô lại hại anh ấy tân hôn lại tràn đầy đau khổ. Cô không nghĩ cô làm như vậy là quá ích kỷ hay sao? Em không biết, em không biết phải làm sao hết. Cái thai đã sắp 3 tháng rồi, sắp không thể giấu được nữa. Mỗi ngày em tự nhìn mình, em nơm nớp lo sợ. Em chết đi cho nhẹ nhàng hơn. Á Bình à, con Thiêm Dương, thì ra con có thai rồi. Thiêm Dương, nhất định không được để anh con biết chuyện này. Nhất định không được để cho anh con biết. Cô xin Thiêm đó Thiêm Dương. Sao lại như vậy hả? Trong bụng của con hiện giờ có em bé, phải làm sao đây? Mà nó cũng là một sinh mạng mà.
A Bình, cách duy nhất hiện giờ là cô biến mất một thời gian đi. Tôi sẽ tìm cho cô một chỗ ở tốt, sắp xếp người đến chăm sóc cho cô. Đợi sau khi cô sinh xong thì chúng ta tính tiếp. Kim thiếu gia, cậu lại tính toán như vậy cho Á Bình? Đứa bé có phải của cậu không? Thế nói linh tinh gì vậy? Đứa bé này không phải của tôi. Tiêm Dương, đừng hiểu lầm anh ấy. Đứa bé này thật sự không phải của anh ấy. Con chỉ trải qua với một người, chính là 8 phần là La Minh rồi. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Á Bình, chuyện đã xảy ra, nên giải quyết thì phải giải quyết. Tôi tìm cho cô nơi không ai biết để sinh con. Đợi cô sinh xong thì tôi sẽ tìm lối thoát cho cô. Phía anh hai cô nói, cô đã ký hợp đồng với Kim Quốc, phải đi đào tạo đặc biệt nửa năm, nên mới không từ mà biệt. Anh, em nhận hợp đồng của Kim Quốc, phải tập huấn nửa năm để chuẩn bị ra mắt. Vậy nên em rời khỏi bệnh viện, tới nơi nghỉ ngơi mà Tam Lan tìm cho em rồi. Sẽ có người chăm sóc cho em. Anh hai, chị Thái Mai, mọi người không cần phải lo lắng cho em đâu. Em nhất định sẽ sống tốt, sẽ không hại bản thân nữa đâu. Làm ca sĩ là ước mơ của em, em sẽ nỗ lực tiến về phía trước. Em biết, nếu em nói ra ước mơ này, anh nhất định sẽ không đồng ý. Vậy nên em chỉ có thể đi mà không nói tạm biệt. Nhưng đợi tới khi em nổi tiếng, sẽ càng có cơ hội tìm được anh Sĩ Văn, chị Á Kỳ và ca sĩ Hoa nữa. Anh hai, em biết em có lỗi với anh, đã làm tổn thương anh. Em thường nghĩ, năm đó nếu như em làm con nuôi nhà người khác, không trốn về nhà, thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh nhất định sẽ có cuộc đời tự do hơn, sẽ không phải chịu nhiều cực khổ vì em như vậy. Ân tình của anh em sẽ không quên đâu. Tương lai em nhất định sẽ về báo đáp anh hai. Á Bình kính yêu. Tôi biết ngay chuyện này nhất định là tên khốn Kim Tam Lan đó làm. Cậu ta không phải người tốt đâu. Lão Mạc, đưa Thái Mai về giúp tôi trước. Anh muốn đi đâu? Anh đi tìm Kim Tam Lan hỏi cho rõ. Anh phải đi tìm em gái của anh. Sĩ Kiệt, đừng mà, anh đừng đi. Ở đó nhiều người xấu lắm, anh không đánh lại họ đâu. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, đâu rồi chứ? Con nhóc chạy thật là. Á Bình còn chưa kết hôn đã có thai. Cô gái này sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Bây giờ thì hay rồi, giờ thành hoa phai liễu tàn rồi, chẳng có giá gì hết. Ba, chuyện Á Bình sinh con có thể giấu được, đứa trẻ đó có thể đưa cho người khác nuôi. Chuyện này cứ để con xử lý đi. Xử lý cái gì? Kim Quốc của chúng ta cần ngọc nữ thanh thuần, không phải là bà gì mới sinh con. Á Bình đã không còn giá trị nữa, chẳng đáng một đồng. Chỉ cần không ai biết cô ấy sinh con, thì tương lai cô ấy vẫn có thể xuất hiện với hình tượng ngọc nữ thanh thuần mà. Ba, mặc dù Á Bình xảy ra chuyện, nhưng đúng lúc có thể mượn cơ hội này hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người nhà, trung thành bán mạng cho Kim Quốc chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu. Nói như vậy cũng không sai. Á Bình xinh đẹp, lại có thiên phú, bỏ đi như vậy
cũng đáng tiếc. Ba, xin ba cho con 2 năm. Trong vòng 2 năm, con nhất định sẽ khiến Á Bình nổi tiếng, sẽ không khiến cho ba thất vọng đâu. Làm gì thế? Cho tôi vào trong. Làm gì thế? Ra ngoài. Kim Tam Lan, cậu ra đây cho tôi. Không được vào trong. Anh làm loạn cái gì? Kim Tam Lan, mau cút đi. Ra ngoài. Làm gì vậy? Để con xử lý. Anh làm gì thế? Cho tôi vào trong. Làm cái gì thế? Anh ra ngoài đi. Đứng lại. Mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Cút ra ngoài. Anh hai, bây giờ tôi bận lắm. Anh có chuyện gì mà nhất định phải gặp tôi? Cậu giấu Á Bình ở đâu rồi? Anh hai, tôi không giấu Á Bình. Á Bình nói với tôi không cho người khác biết cô ấy ở đâu. Chưa được sự cho phép của cô ấy, tôi không thể nói cho người khác biết. Tại sao lại chia cắt chúng tôi? Rốt cuộc chúng tôi có thù hận gì với cậu? Cậu nói đi, nói mau. Cậu nói đi. Đứng yên. Lưu Sĩ Kiệt, dám giở trò trước mặt của tôi, cho cậu ta biết mặt. Chết đi. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, mấy người đừng đánh nữa. Ngoan ngoãn chút, đừng đánh nữa. Chết đi. Sĩ Kiệt, đánh chết mày. Đừng đánh nữa, đập chết mày. Sĩ Kiệt, được rồi. Dừng tay. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt, anh có sao không? Đừng tranh cãi với họ nữa. Họ sẽ không nói lý lẽ đâu. Không biết bá gia có ở trong đó không. Nếu như bị ông ấy nhận ra thì mình toi đời. Nhưng mà để Thái Mai một mình vào trong đó, liệu có nguy hiểm hay không? Cô ấy còn là bệnh nhân nữa. Sĩ Kiệt, anh hai, chị dâu chân đi lại bất tiện, anh xem hay là về cùng với cô ấy trước đi. Kim Tam Lan, Sĩ Kiệt, Kim Tam Lan, không hỏi được tung tích của Á Bình, tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu hết. Anh hai, anh thả tôi ra. Được rồi, thả tôi ra đi. Đừng mà, anh hai. Sĩ Kiệt, anh buông tôi ra. Anh hai, đừng mà. Anh hai, anh hai, anh hai, anh buông ra. Sĩ Kiệt, Lưu Sĩ Kiệt, cậu còn không đi, tôi sẽ mặc kệ người già trẻ nhỏ gì đó, sẽ không khách sáo đâu. Chúng ta đi. 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 Mau đứng lên. Đi. Đi thôi. Lưu Sĩ Kiệt này đúng là phiền phức quá. Được rồi Tam Lan, cứ làm theo ý của con đi. Con nhất định phải khiến Á Bình nổi tiếng, để ba kiếm được bộn tiền đó. Dạ. Cẩn thận. Thuốc lá đây. Nào nào nào, không sao rồi, về thôi. Được, về rồi nói, về rồi nói. Thuốc lá đây. Anh hai, anh buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Sĩ Kiệt, anh hai. Sĩ Kiệt, anh buông tôi ra. Thôi đi, anh hai. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Sĩ Văn, tháng trước nghịch kéo, suýt nữa bị đứt gân chân đó. Phải nằm cả tháng trời. Vết thương khỏi rồi, nên em không thấy đau nữa sao? Em xem, đó là cái gì? Sao có thể chứ? Sao không trùng hợp như vậy đâu? Không thể nào. Sĩ Kiệt, cô đang lẩm bẩm gì vậy? Á Bình bỏ nhà ra đi, cô sẽ không lo lắng quá nên thần trí không ổn định đó chứ? Ba, không phải vậy đâu.
Có chuyện quá kỳ lạ. Trên chân của Kim Tam Lang có vết sẹo, chân của Sĩ Văn cũng có một vết sẹo. Đó là vì khi còn nhỏ, Sĩ Văn nghịch kéo bất cẩn bị cắt dính chân, vết thương đó sâu lắm, phải khâu mấy mũi. Khi đó bà nội lo chân Sĩ Văn sẽ bị tật, còn lo lắng tới mức mấy ngày không ăn được cơm. Vậy nên con có ấn tượng rất sâu sắc. Vết thương của Kim Tam Lang và vết thương của Sĩ Văn giống hệt với nhau. Sao có chuyện trùng hợp vậy được? Nếu như không phải trùng hợp thì sao? Được, nếu như cậu ấy thật sự là Sĩ Văn, vậy thì tại sao lại không giận lại mọi người? Còn suốt ngày xung đột với mọi người. Lẽ nào Kim Tam Lang thật sự là Lưu Sĩ Văn? Cậu ấy khi đó suốt ngày khiến cho bá gia tức giận. Cậu ấy thật sự đã bị bá gia đánh chết rồi chứ? Nếu như cậu ấy không chết, tại sao lại nhận giặc làm ba thế? Rồi sao lại không nhận Sĩ Kiệt? Chuyện gì vậy? Nếu như Kim Tam Lang là Sĩ Văn, anh nhất định phải đi hỏi cho rõ. Đừng, Sĩ Kiệt, con đừng kích động. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Phải từ từ điều tra rồi nói. Đúng đó, Kim Bá là người rất nhẫn tâm. Nếu như cậu đi nhận Tam Lang, lỡ như bị ông ta biết được phải làm sao? Cậu vừa mới kết hôn, lẽ nào cậu muốn hại Thái Mai thành quả phụ hay sao? Đúng chưa, lão Mạc? Chú nói linh tinh gì vậy? Sĩ Kiệt à, anh đừng có lo lắng nữa. Kim Tam Lang ở nhà hát Kim Quốc, cậu ấy sẽ không biến mất được đâu. Anh cứ từ từ điều tra là được. Em tin sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Đúng. Hoan nghênh quý khách. Anh Lưu, anh không cần tới nữa. Kim thiếu gia ra nước ngoài rồi. Tôi thật sự có chuyện rất gấp, muốn tìm cậu ấy. Thiếu gia của tôi rất bận, ngày nào cũng bề bộn công việc, thường xuyên ra nước ngoài. Sau này anh đừng phí sức nữa. Ngại quá, mời anh về cho. Loại giày này thì mũi giày khá rộng, đi vào mặc dù thoải mái, nhưng mà lực bảo vệ bàn chân kém. Vậy nên phải làm tốt hơn về mặt đó. Theo con thấy, nếu như làm cạnh giày cao hơn chút, dùng da dê mềm, có thể sẽ thích hợp hơn. Không sai. Sĩ Kiệt, con học nhanh thật đó. Ông chủ à. Sĩ Kiệt, có người tìm cậu đó. Anh Trịnh, sao anh lại thành ra như vậy? Anh Lưu, anh nhờ tôi điều tra thân phận của Kim Tam Lang. Mới điều tra có mấy ngày đã bị người ta đánh cho một trận trong ngõ tối. Kim Tam Lang này, xung quanh toàn đầu trâu mặt ngựa. Tôi không thể nào đắc tội nổi. Chuyện này thôi, anh tìm người khác đi. Không, chẳng phải anh quen nhiều người lắm hay sao? Nhờ anh gian ống thêm được không? Cứ điều tra tiếp, chắc là tôi sẽ bị gãy tay gãy chân luôn đó. Anh tìm người khác đi. Tìm người khác đi mà. Anh Trịnh. Sĩ Kiệt, đây là người thứ mấy con tìm rồi? Người thứ tư. Sĩ Kiệt, Kim Tam Lang không dễ dây vào đâu. Kim Bá đó làm toàn chuyện ác. Tôi thấy hay là thôi đi. Đừng tìm cách nghe ngóng đội tình của Kim Tam Lang đó nữa. Đã nửa năm rồi. Nửa năm nay, Á Bình đến cả một bức thư, một cuộc điện thoại cũng không có. Kim Tam Lang cả ngày trên nước ngoài, dường như đang trốn con vậy. Lẽ nào mọi người không thấy khả nghi hay sao? Đừng vội, 10 năm con còn đợi được. Đợi thêm một thời gian đi. Tới lúc nên giận nhau thì sẽ giận lại nhau thôi.
Anh lại nhớ Á Bình sao? Xin lỗi nha, làm ồn em Tịnh. Anh đừng nói như vậy. Chuyện anh lo lắng, em cũng lo lắng như anh. Chúng ta là vợ chồng, hà tất phải giữ chuyện buồn bực trong lòng không nói. Năm đó Sĩ Văn bị lạc vào ngày trung thu, mỗi khi trăng tròn, lòng anh lại đau nhói. Tháng đạo trăng cũng sẽ tròn, nhưng gia đình anh lại chẳng thể đoàn viên được nữa, mà lại trở nên tan cửa nát nhà, mặc vô âm tín. Rốt cuộc tới khi nào gia đình của anh mới có thể đoàn viên giống như trăng tròn trên trời? Sẽ đoàn viên thôi, nhất định sẽ đoàn viên. Em tin các anh chị em của anh cũng giống như anh, đang ngắm trăng nhớ tới nhau. Chỉ cần có lòng tin, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ đoàn tụ gia đình thôi. Anh hỏi em yêu anh nhường nào, em yêu anh mấy phần? Tình yêu của em là thật, em yêu anh là thật. Trăng sáng đại diện cho tấm lòng em. Xem này, Bạch Bình xinh thật đó. Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp, hát cũng rất hay. Tôi nhất định phải kiếm tiền mua đĩa hát của cô ấy. Rất nhiều người nói cô ấy hát rất hay, mẹ tôi cũng thích nữa. Được rồi, hết thời gian nghỉ trưa rồi, mau về làm đi, mau lên mau lên, mau về làm đi, đi 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 đi, mau đi đi, về làm ngay, đi đi, mau về làm đi, mau về làm đi, mau về làm đi. Đã khiến trái tim em rung động. Một đoạn tình cảm sâu sắc khiến em nhớ tới tận bây giờ. Những chỗ này con đều đối chiếu rồi. Từ chỗ này đều đúng hết sao? Đúng vậy, rất tốt, cảm ơn. Sĩ Kiệt, hàng đưa tới rồi, còn chuyện gì cần làm nữa không? Lão Mạc, chú vất vả rồi, chú nghỉ ngơi đi, chiều tôi không dùng tới xe. Vậy sao? Vậy tôi mang xe đi bảo dưỡng nha. Mau nhìn đi, đó chẳng phải là đại minh tinh Bạch Bình sao? Đúng thế, đúng thế. Bạch tiểu thư, cô ký tên cho tôi đi. Được, ký tên đi, ký cho tôi nữa. Mọi người đừng vội, đừng vội. Mọi người xếp hàng đi. Từng người một, đừng vội. Được rồi, lùi ra sau đi. Từng người một, từng người một. Được rồi, làm gì thế, mau về đi, phải làm việc rồi. Anh hai, anh hai, em về rồi. Lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ? Em không cần tới đây. Dù sao dạo này anh thường nghe được tin tức của em. Sao em có thể không về thăm anh được chứ?
Thật ra em muốn về từ lâu rồi, nhưng có rất nhiều chuyện phải làm, bận tuyên truyền. Vậy cho nên anh biết em là người nổi tiếng, em rất bận. Vậy nên em không cần để thời gian rảnh tới đây. Anh, hay là chúng ta vào trong rồi nói nha. Không có gì để nói hết. Anh, Á Bình. Con có biết thời gian qua Sĩ Kiệt lo lắng cho con nhiều thế nào không? Cho tới khi con nổi tiếng, xác định được con bình an, thì cậu ấy mới bắt đầu ngủ ngon giấc, không còn thở than suốt ngày nữa. Khi đó con không từ biệt mà đi, thật sự đã làm tổn thương cậu ấy rồi. Bác Lâm, chuyện riêng này chúng ta vào trong rồi nói nha bác. Không cần đâu, Sĩ Kiệt nó không muốn gặp con. Con về đi. Cô bình an là tốt rồi. Cô ở đâu cứ nói với tôi. Có cơ hội tôi sẽ khuyên Sĩ Kiệt để cậu ấy đi tìm cô. Cô không tiện sao? Vậy cô tới tìm Sĩ Kiệt làm gì? Sĩ Kiệt mong muốn không phải là người nổi tiếng gì cả, mà chỉ là em gái đơn thuần của cậu ấy thôi. Xin lỗi, tôi thật sự không tiện. Lão Mạc, phiền chú nói với anh trai tôi, tôi sẽ còn tới nữa. Tôi sẽ tới tìm anh ấy, cho tới khi anh ấy tha thứ mới thôi. Đi thôi. Cẩn thận. Sĩ Kiệt, về rồi sao? Đúng vậy. Ba với Lão Mạc đâu? Ba đi tiếp khách, Lão Mạc đi cùng với ba. Sao lại nhiều quà quá vậy? Á Bình vừa tới. Sĩ Kiệt à, Á Bình nói em ấy sai rồi. Anh xem, những thứ này đều là chút tấm lòng của em ấy. Anh tha thứ cho em ấy đi. Đây là tấm lòng gì chứ? Dùng tiền để xóa nhòa tất cả sao? Đúng. Bây giờ em ấy đã ở nơi ông bướm đó. Quả thực là ai có tiền thì người đó giỏi. Nhưng nhà chúng ta không dạy như vậy. Sĩ Kiệt, anh nghĩ mà xem. Anh Bình bây giờ vừa có danh tiếng vừa có tiền. Nếu như cô ấy thực sự có ý đó, vậy có cần quay lại mong anh tha thứ hay không? Dạo này cô ấy tham gia rất nhiều buổi biểu diễn. Anh biết không, cô ấy tưởng anh nhất định sẽ đi tìm cô ấy. Nhưng mà kết quả thì sao? Anh không đi. Cô ấy biết là anh không tha thứ cho cô ấy. Vậy nên hôm nay cô ấy mới đích thân tới xin lỗi. Những thứ này anh sẽ không nhận đâu. Em ấy nếu như thực sự muốn xin lỗi thì em ấy phải nói thật cho anh biết. Năm đó em ấy không tạm biệt mà đi là vì sao? Sĩ Kiệt. Sĩ Kiệt.
Sĩ Kiệt, quan nghênh quý khách, quan nghênh quý khách, ông chủ trương ông tới rồi, nào nào nào, mời vào mời vào, quan nghênh quý khách, cứ chơi vui vẻ nhé, quan nghênh quý khách. Là ai khiến anh bắt được cả thế giới? Là ai khiến anh bắt lấy mãi không buông? Quan mang ầm ĩ tranh cãi để thế giới này mặc anh xoắn xuýt. Cứ để chúng ta không có sự lựa chọn như vậy, cứ để sinh mệnh tự do như thế, cứ tranh cãi mãi chẳng dừng. Đừng để thế giới vô tận như vậy. Không có ăn cũng chẳng có mặt, tranh cãi đi. Dừng chẳng được, làm cũng chẳng xong. Hà tất phải tranh cãi, hà tất phải tranh cãi. Anh tranh cãi, em tranh cãi, anh ta tranh cãi. Tam Lan, con xem. Á Bình, bao nhiêu năm nay là lần đầu tư thành công nhất của chúng ta, giúp ba kiếm được bao nhiêu tiền? Ba, ba đúng là sáng suốt, phát hiện được báu vật như Á Bình. Con làm thêm dự toán phát sinh đi, để ảnh và đĩa hát của Á Bình tiêu thụ tới Hồng Kông. Tìm bên sản xuất quay phim cho Á Bình. Nếu như Á Bình nổi tiếng, chúng ta phát triển tới Hồng Kông vững chắc hơn. Nào uống rượu đi. Là ai khiến anh bắt lấy cả thế giới này? Là ai khiến anh nắm lấy mãi chẳng buông? Quan mang ầm ĩ tranh cãi để thế giới này mặc anh quấn quýt. Cứ để chúng ta không có sự lựa chọn như vậy, cứ để sinh mệnh tự do như thế, cứ tranh cãi mãi chẳng dừng. Đừng để thế giới vô tận như vậy. Á Bình tiểu thư, đây đều là khách tặng cô. Sao tặng mấy thứ đồ thô tục như vậy chứ? Để đó đi. Dạ. Thank you.
Á Bình tiểu thư, mời uống trà. Cảm ơn. Á Bình, con tới rồi. Bác Kim, ăn sáng chưa? Dạ con ăn rồi. Nào ngồi đi. Á Bình, con đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Sinh con xong mà vẫn giữ được dáng người tốt như vậy. Con đứng trên bục biểu diễn, bên dưới không biết có bao nhiêu khách bị con mê hoặc điên đảo đâu. Con có được ngày hôm nay đều nhờ bác Kim dạy dỗ. Tốt lắm, thật ngoan. Không uổng công bác Kim thương con. Á Bình à, con đừng nghĩ bây giờ con đã nổi tiếng rồi. Bác Kim, con định để con nổi tiếng lên tầng cao mới. Thật sao? Lẽ nào còn có kế hoạch tuyên truyền mới hay sao? Đương nhiên, nhân tài giống như con ở Kim Quốc chỉ là trải nghiệm mà thôi. Bác Kim đã bảo Tam Lan liên lạc với tạp chí và truyền hình bên Hồng Kông rồi, muốn bán đĩa hát của con sang bên đó. Bước tiếp theo là để con quay phim. Lão gia, lão gia, anh dồn bao nhiêu tiền như vậy đầu tư hết cho Á Bình, liệu có mạo hiểm quá hay không? Người xưa có câu phải có trước có sau nhỉ. Em theo anh lâu như vậy rồi, anh muốn nâng đỡ thì cũng phải nâng đỡ em trước chứ lão gia. Em đừng vội, để Á Bình thử trước đi. Nếu như Á Bình nổi tiếng rồi thì tôi lại nâng đỡ thêm người khác sẽ dễ thành công hơn mà. Bác Kim, chẳng phải bác muốn con đi quay phim hay sao? Chị Ân muốn nổi tiếng như vậy, bác cũng nên sắp xếp một vai diễn trong phim cho chị ấy chứ. Nếu như con diễn chút anh đài thì cũng phải có ngân tâm chứ. Đây cũng là một cách. Á Bình, con ở lại ăn cơm trưa với mọi người luôn đi, rồi chúng ta lại thảo luận nên nâng đỡ con thế nào. Dạ. Không dễ dàng gì mới nghe ngóng được Kim Bá sống ở đây. Không biết có thể gặp được Tam Lan ở đây hay không. Nếu như gặp được cậu ấy, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Á Bình, sau này nhớ tới thường xuyên tới thăm bác Kim nhiều nha. Dạ, lái xe tới đây. Dạ. Á Bình, bác Kim bây giờ trọng tâm tuyên truyền đều đặt hết vào con. Con là một viên ngọc, phải biểu hiện thật tốt đó. Bác Kim, con biết rồi, con sẽ không khiến cho bác thất vọng đâu. Con xem con đi, nói chuyện khách sáo vậy, không coi bác Kim là người mình hay sao? Đâu có. Bác Kim, ân huệ của bác đối với con lớn như trời. Á Bình à, chỉ cần con nghe lời bác Kim, bác Kim nhất định sẽ thương con hơn, khiến cho con nổi tiếng hơn. Con vẫn luôn nghe lời của bác Kim mà. Hương thơm của gái trẻ đúng là khác biệt. Thơm thật đó. Để bác ngửi thêm nào. Anh, lão già không biết liêm sỉ, dám động tay động chân với em gái tôi, làm ra hành vi ngứa mắt như vậy. Cút đi. Anh, bác Kim, con xin bác tha cho anh của con đi. Con xin bác hãy tha cho anh ấy đi mà. Tình tiểu tử thối năm lần bảy lượt tới gây rắc rối cho bác. Hôm nay bác nhất định phải giáo huấn cậu ta chút. Bác Kim, anh ấy không cố ý đâu. Sao để anh ấy không dám nữa mà. Con xin bác, bác Kim, bác tha cho anh của con đi mà. Bác Kim, em đừng cầu xin ông ta. Anh không sợ. Muốn thế nào thì tùy ông. Con cứng miệng,
Hôm nay không dạy dỗ cậu một trận, cậu lại không biết trời cao đất dày mà. Bác Kim! Anh à, buông ra. Vậy mà em lại ở cùng với người tuổi tác có thể là ba em hay sao? Đây chính là nguyên nhân giúp em nổi tiếng đó hả? Không có đâu anh. Em đúng là khiến cho nhà họ Lưu chúng ta mất mặt mà. Cho dù bây giờ anh tìm được Á Kỳ, anh cũng không còn mặt mũi nói em là em gái của anh nữa. Anh bị thương rồi, em đưa anh đi bệnh viện nha anh. Buông anh ra, buông ra. Đời này anh không muốn nhìn thấy em nữa. Trừ phi em có thể mãi mãi rời khỏi giới này, nếu không, nếu không anh tuyệt đối không coi em là người của nhà họ Lưu. Anh à, anh. Á Bình, Á Bình, đừng để ý tới anh hai mất não đó của con nữa. Bắc Kim mới là chỗ dựa của con. Để đó đi, để đó. Nhanh lên, cẩn thận chút. Được, đánh cho tôi. Sao thế? Tiểu tử thối, làm gì thế? Đừng đánh nữa. Đi chết đi, tiểu tử thối. Đừng đánh nữa, dừng tay. Mấy người đừng đánh nữa, dừng tay. Chuyện gì vậy? Dừng tay đi. Đừng đánh nữa, chuyện gì? Cậu không ngoan ngoãn làm việc của cậu, lại chạy ra ngoài làm loạn, chặn đường phát tài của người khác, đây là báo ứng. Đi thôi. Đi, cậu. Lão Mạc, Sĩ Kiệt, chuyện gì vậy? Nhất định là Kim Bá. Lần trước ông ta khiến tay của con bị trật khớp thì thôi đi, cậu không chịu tha cho con nữa. Kim Bá thật quá ngang ngược. Trong mắt của ông ta có còn pháp luật đấy hay không? Á Bình qua lại với ông ta, nhất định sẽ xảy ra chuyện mất.